Trước mặt đối diện với căn nhà là cái nhà hàng trung tâm tổ chức sự kiện của nhà anh chị Hà Dung. Cái vị trí này là cái vị trí kinh doanh thực sự là đắc địa của cái thành phố Tam Điệp. Thị trường của thành phố Tam Điệp những năm gần đây thì cái con đường Đồng Giao này là cực kỳ đắc địa và giá trị nhất ở cái thành phố Tam Điệp những năm gần đây. Thì với cái giá dao động từ khoảng 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông tùy từng vị trí. Thì với cái vị trí chúng tôi đang đứng ở đây của cái căn nhà này thì mình chỉ tính khoảng cỡ khoảng 30 hơn 30 triệu một mét vuông thôi, thì với cái tiền đất nó đã khoảng tầm 3 tỷ rồi. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn một mảnh bất động sản đã có nhà trên đất. Chỗ vị trí tôi đang đứng đây là đầu đường Đồng Giao. Vị trí này là vị trí trung tâm của thành phố Tam Điệp. Số nhà 20, tổ 10, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Đường ra. Bên tay phải tôi đây là con đường đi thẳng lên trên trung tâm của khu đô thị Đồng Giao, thành phố Tam Điệp. Ngã tư kia là ngã tư giao với ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Công Thương đó. Rồi công viên của thành phố Tam Điệp và bên cạnh là ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. Về bên tay trái tôi rằng bên tay trái này về phía bắc đây. Phía bắc đây có cái cột sóng kia là Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp. Thì như nhiều người đã biết thì đây là con đường Đồng Giao, có thể nói là con đường đẹp nhất của thành phố Tam Điệp hiện tại. Những năm gần đây thì ngoài cái phát triển chung của thành phố thì nó có cái giá trị và thuận lợi cho việc kinh doanh cũng như là sinh hoạt gia đình, ở rất tiện lợi, xung quanh là các cơ quan, trường học, vui chơi giải trí và các cái tiện ích về trung tâm thương mại đều rất là tiện và gần. Mảnh bất động sản là ngôi nhà hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn là cái ngôi nhà 3 tầng màu vàng kia trước mặt đây. Ngôi nhà có số nhà là 20. Mời các bạn cùng đi vào căn nhà 3 tầng. Phần bên ngoài đây là khoảng 20 mét vuông được lợp mái tôn, có cửa xếp rất là chắc chắn và mới và rất là gọn ghẽ, gọn đẹp. Đây, kéo thử cửa này, rất nhẹ nhàng nhá, cửa kéo rất nhẹ nhàng. Ta thấy một cái sự chắc chắn và an toàn. Đây là cái khoảng 20 mét sân này để xe rất là thoải mái và sạch sẽ. Khi mà đi về thì có thể là cởi áo mưa, trời mưa không sợ bẩn. Ngoài đây còn có hệ thống sử dụng, có hệ thống nước ở ngoài này luôn. Vâng, hôm nay là chị chủ nhà cũng đang ở nhà để cùng giới thiệu đến các bạn. Chị đang muốn bán cái căn nhà này cho cô bác anh chị nào có nhu cầu. Đi vào bên trong này, tiếp tục chúng ta xem những cái thông tin tiếp theo. Vào bên bắt đầu vào đến phòng khách, đây là bộ cửa lim rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Cửa lim này anh chị làm từ ngày xây nhà, chắc chắn là cũng nhiều tiền đây. Cần nữa. Thử cái độ, cái sự hoạt động của cái cửa này xem còn tốt không. Còn rất nhẹ nhàng. Đây là cái hệ thống chốt cửa bằng sắt này, đóng lại cực kỳ chắc chắn nha. Ngoài bộ cửa sắt này, tiếp theo là cái bộ cửa lim rất chắc chắn rồi. Và các bạn vào xem phòng khách. Phòng khách kích thước của cái mảnh
mảnh đất này là mặt ngang là 4,3 mét, nhưng mà kết cấu phòng khách rất là rộng rãi, ước chừng phòng khách này khoảng 30 mét, bao gồm phòng khách và cả phần cầu thang 30 mét vuông. Phòng khách thì gia chủ đã để những bộ bàn ghế gỗ rất là đẹp, có cả bình lục bình phong thủy. Trần thì được sơn giả vân gỗ và có vẽ tranh phong thủy, phong thủy rất đẹp. Bộ bình này tôi không am hiểu lắm về phong thủy gỗ, nhưng mà bộ này có thể gọi là lục bình phong thủy. Rồi bộ tứ quý treo trên tường. Một căn phòng được trang trí rất là đẹp. Có tranh ảnh, có bàn ghế gỗ, một cái bộ bàn ghế gỗ đi theo cái tủ kia. Với một cái diện tích thì mặt tiền không quá lớn, nhưng mà vào cái phòng khách cảm thấy rất là thoáng. Nền gạch lát nền đá hoa này cũng màu rất là sạch. Tiếp theo là cái phần cầu thang. Cầu thang gỗ này cũng còn rất là chắc chắn các bạn. Đi tiếp sau phòng khách là một cái phòng ngủ. Mời các bạn xem cái phòng ngủ được thiết kế bên phía trong. Phòng tiếp theo này. Phòng ngủ khoảng chừng 12 mét vuông. Cũng đủ để có một cái giường đôi, rồi để cái tủ tủ quần áo bằng gỗ cũng rất là đẹp, rồi có bàn học. Thì toàn bộ cái hệ thống cánh cửa của gia đình là được làm bằng gỗ lim hết các bạn, rất là chắc chắn. Một phòng ngủ ở bên tầng 1 này thì không quá rộng, nhưng mà cũng đủ sinh hoạt rất là thoải mái. Từ phòng khách cho đến phòng ngủ đầu tiên thì chúng tôi thấy là gia chủ rất là cẩn thận và sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ rất là ngăn nắp. Phòng này cũng có trang bị điều hòa rồi. Với chiều dài của mảnh đất là 20 mét vuông thì gia chủ đã xây hết toàn bộ cái chiều dài của diện tích. Tiếp theo cái phòng ngủ là căn bếp. Căn bếp này ước chừng 17 mét vuông, bao gồm đã có bếp và bàn ăn. Nhà bếp thì đã được ốp gạch men, rất là vệ sinh, dễ vệ sinh và rất là sạch đẹp. Bộ bàn ăn ở ngay bên cạnh bếp luôn, cũng rất là tiện. Tiếp theo đây là một cái phòng vệ sinh, nhà tắm. Nhà tắm có bồn tắm luôn nha các bạn nha. Người gia chủ là xây căn nhà này đã hơn chục năm rồi, nhưng mà cô chú đã có bồn tắm, cũng là gia chủ rất là văn minh đấy. Sống thiết kế theo phong cách đúng là của Tây đấy. À, bên thẳng cái hông đi vào cái hành lang đi xuống đây thì ngoài bên cạnh cái phòng nhà tắm bên kia rất là rộng, thì bên này có một cái phòng vệ sinh nhỏ nữa, thì cũng tiện để khi mà cho sinh hoạt nó sẽ được thoải mái hơn. Và đây là cái đằng sau này, giáp cái phòng vệ sinh này là hết đất rồi. 20 mét như tôi nói vừa nãy là 20 mét chiều dài của cái mảnh đất này thì cô chú đã xây hết đất luôn. Bên góc trên trái của cái nhà bếp này chúng ta nhìn thấy một cái khoảng trống này, cô chú đã lấy ánh sáng và lấy gió đây, cũng tạo cái độ thoáng của cái bếp, chắc là khi mà nấu ăn thì nó sẽ hút được lên đây, đúng không? Tôi nhìn thấy trên kia là cô chú làm một cái thông gió rất là rộng. Thông gió rất là rộng từ cái nhà bếp này lên trên tận tầng 3 luôn. Như vậy là chúng ta vừa tham quan cái tầng 1, thấy là rất là thích rồi. Tiếp theo lên cái tầng 2.
Tầng 2 thì ngay đầu tiên là đập vào mắt cho tôi là tiếp tục là một cái khoảng lấy gió trời từ trên tầng 3 xuống. Các bạn thì thấy cái khoảng giếng trời trên kia cũng rất rộng để lấy ánh sáng. Từ tầng 3 lấy ánh sáng xuống. Diện tích thì có thể là 4,3 nó chưa thực sự lý tưởng, nhưng mà cái cầu thang được thiết kế cũng vừa đủ, không quá dốc. Rồi các bạn đi lên trên để chúng ta xem cái tầng 2 và tầng 3. Cái cầu thang thì như tôi nói vừa nãy là bằng gỗ rất chắc chắn này. Cầu thang bằng gỗ rất là chắc chắn. Và cái nền bậc bước này được lát bằng đá tự nhiên. Nó diện tích không quá lớn đâu, nhưng mà mình đi không bị cảm thấy là nó dốc quá các bạn. Vừa đủ để bước chân. Lên đến tầng 2 này được lát gạch hoa, màu là rất sạch rồi, màu rất sạch sẽ. Ngay đầu tiên là một căn phòng ngủ này quá tuyệt vời luôn. Vừa nãy chúng tôi quên giới thiệu các bạn là cái mảnh đất mà đã có nhà của cô chú đây là hướng này là hướng nam. Ở trên tầng 2 này đứng cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Đứng ở trên tầng 2 này chúng tôi cảm nhận thêm được rõ một cái tuyệt vời nữa là đây là vị trí trung tâm, nhìn ra xung quanh rất là đẹp, cực kỳ thoáng mát. Và đây là hướng nam, hướng chính nam các bạn nhé. Ghé tây một chút xíu thôi. Nói luôn để cho các bạn theo dõi và quan tâm đến cái căn nhà này thì cô chú đang đưa ra một cái giá là 3 tỷ 550 triệu đồng cho cô bác anh chị nào quan tâm. Tôi nói luôn để cho mọi người được biết. Tìm hiểu kỹ hơn cái căn phòng này một chút là cái căn phòng và cộng thêm cái căn nhà 3 tầng này thì với cái giá 3 tỷ 550 triệu đồng thực sự là cực kỳ hợp lý cho gia đình nào muốn sở hữu. Sẵn chỉ đến có thể gọi là mang đồ đến để ở luôn được thôi. Tầng 2 đây vừa nói lại nữa, cái tầng 2 này nói kỹ hơn về cái phòng ngủ đầu tiên này. Một cái hướng nam rất đẹp, rất là thoáng. Căn phòng 30 mét vuông, rất là rộng. Căn phòng ngủ này khoảng 30 mét đấy. Ngày xưa cô chú xây nhà này hơn 10 năm rồi, nhưng mà thường trước đây tôi thấy là nhiều gia đình để cái phòng ngủ thường chỉ khoảng hơn chục mét thôi. Nhưng mà cô chú đã để cái căn phòng này khoảng cỡ hơn 20 mét, thì thế này gần 30 mét này cũng rất là cái tư tưởng đã rất là hiện đại, rất là đổi mới. Đồ của gia đình thì không phải nói rồi, toàn đồ gỗ đẹp thôi. Trang trí rất là hợp lý. Nói chung là cô chú thì cho có nói là cũng rất là đơn giản thôi, có những một số vật dụng mà nó thuộc về cá nhân hoặc là thực sự cần thiết với gia đình thì sẽ mang đi, còn nếu có một số cái mà vật dụng mà nó ví dụ như điều hòa hay là những cái đồ điện ở trên nhà thì có thể là để lại. Nếu mà thiện chí mà ai mà mua nhanh thì có thể là tặng luôn. Có thể là đàm phán để tính tiền với một cái giá hợp lý nhất, thuận lợi nhất. Về
Căn phòng tiếp theo bên phía trong này là một căn phòng ngủ nữa, và nó lại tiếp là những tất cả những cái cửa của các phòng thì đều là cửa lim hết. Cô chú ngày xưa đã làm cửa lim hết cực kỳ chắc chắn, và cửa lim các bạn biết rồi đấy, bền lắm. Phòng ngủ thứ hai bên trong này của tầng 2 này thì khoảng 12 mét vuông, và cũng để đủ để cho một cá nhân cũng như là con cái của trong gia đình, thì một bạn nào đó ở là cực kỳ thoải mái. Có giường ngủ, có để được một cái giường ngủ 1,5 mét, rồi có tủ để đồ, bàn học, thế thôi, thế là quá thoải mái rồi. Cũng đã được trang bị điều hòa và quạt. Nếu mà mua chỗ khác thì có khi là còn được, chứ mua cho ông Việt phải xem xét lại. Rồi. Đây vẫn là tầng 2 các bạn nhá. Thì đây là phòng tiếp theo của cái phòng ngủ. Thì đây, cái phòng này có thể là cô chú chưa sử dụng, có thể là làm phòng ngủ hoặc có thể làm một cái chỗ để đồ thôi. Hiện tại cô chú chưa dùng thì cô chú đang để đồ, còn cái phòng này hoàn toàn có thể là một phòng ngủ nữa. Nói chung là đây một cái không gian, một cái phòng tiếp theo này khoảng tầm 16 mét vuông. 16 mét vuông nữa thì có thể là làm phòng ngủ hay là làm cái gì đó thì tùy theo gia chủ thôi. Và cuối cùng là một phòng, một nhà vệ sinh, nhà tắm rất là rộng. Món nó làm một lần nữa là ngày xưa cô chú làm cái nhà này hơn chục năm rồi, nhưng mà tất cả những cái thiết kế từ phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh là rất là tuyệt vời. Ngày xưa là thường là làm phòng nhà vệ sinh là nhỏ lắm, là rất là khó chịu, nhưng mà đây cô chú làm nhà vệ sinh thật sự là đẹp. Ốp gạch men được sạch sẽ, rộng rãi. Nói chung là một cái kết cấu cực kỳ hợp lý, không thể hợp lý hơn được nữa. Chúng ta tiếp tục lên với tầng 3 của cái căn nhà ngày hôm nay. Chỗ này các bạn thấy sáng không? Rất là sáng nhá. Tại vì trên đây này là một cái giếng trời rất là lớn. Giếng trời trên này cô chú để giếng trời kia chắc khoảng cỡ 3 mét vuông, lấy ánh sáng rất là nhiều. Nên là đi vào căn nhà cảm thấy sáng sủa và rất là thoáng. Chúng ta tầng 3 này chúng ta đi từ đằng sau đi ra nhé. Phía sau này cô chú đã để một cái khoảng không. Chỗ này đây là cái giếng trời mà vừa nãy ở nhà bếp chúng ta nhìn thấy này. Chú để cái phần quả cầu hút gió này để lấy thoáng từ bên dưới hút lên. Một cái giếng trời rất là rộng. Một tiếng trời rất là rộng nên là rất là thoáng. Thì cái phần này là có để tét nước và giếng trời và có thể làm sân phơi rồi trồng mấy cây cảnh cho vui thôi, nhưng mà thoải mái để sử dụng. Chỗ này nhìn về bên hướng đông của cái đằng sau sân phơi này là Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp kia, chỗ cái cột sóng kia. Đó là Hội đồng Nhân dân, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Điệp. Vị trí trung tâm, gần Ủy ban thành phố, rồi gần các cái cơ quan ban ngành, gần ngân hàng, công viên, vui chơi, giải trí. Trên tầng 3 này là một cái phòng ngoài sân phơi, là tiếp theo là một cái phòng, cũng là một phòng ngủ. Còn hiện tại thì cô chú không sử dụng, thì đang để đồ thôi. Phòng này khoảng 12 mét vuông. Trước đây cô là giáo viên nên là chắc là cũng có hướng dẫn cho các em học. Ra phía ngoài của tầng 3 đây là một cái phòng thờ. Cô chú để một phòng thờ lấy hướng là chính hướng chính nam luôn. Nói chung là một cái phòng thờ cũng cô chú để rất là trang trọng, đơn giản thôi nhưng mà cũng cực kỳ là nghiêm trang, cho thấy cái sự đơn giản, nghiêm túc, giản dị thôi.
rất đẹp. Nói là mọi cái sắp xếp bố trí các cái phòng rất hợp lý. Ở trước mặt tiền đây là một cái khoảng sân khá rộng để trồng hoa. Nói chung tầng 3 thì có một phòng và một gian thờ thế thôi, và một cái sân phơi đằng sau. Còn lại đằng trước là có một cái khoảng sân thoáng, có thể là để lên hóng mát thôi cũng được. Anh quay xuống cái đường Đồng Giao bên dưới cho mọi người cùng xem. Xung quanh đây là các nhà, các gia đình công chức ở xung quanh đây. Con đường cực kỳ đắc địa cho việc kinh doanh cũng như là sinh hoạt. Ngay bên trái tôi đây này, nhà xanh xanh bên trái, à bên phải tôi đây, bên phải là ngân hàng Công Thương. Ngân hàng Công Thương đó, rất là gần ngân hàng, tiện lợi cho việc vay mượn. Tiện lợi cho việc gửi tiền. Như vậy là chúng tôi đã giới thiệu khá là cặn kẽ về ngôi nhà này hôm nay cho các bạn. Thì trên bìa, trên tay tôi đang cầm cái bìa đỏ đây, chính chủ cô Tuyết và chú tên là chú Thấu. Cô chú đang rất cần bán căn nhà này, muốn nhượng lại cho cô bác chị nào có nhu cầu. Với cái diện tích là 4,3 mét mặt tiền đường Đồng Giao và chiều dài là 20 mét, tổng diện tích là 86 mét vuông, con số 86, con số rất là đẹp. Thì cô chú muốn để lại căn nhà này với cái giá là 3 tỷ 550 triệu đồng. Có anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của tôi, Tôn Sport, 0964 320 888, hoặc số điện thoại của anh Long Việt 0859287777, hoặc là số của cô. Cô đọc cho đọc 0962 319 289. Cô Tuyết đó, cô Tuyết chủ nhà. Thì các bạn có nhu cầu sẽ liên hệ với một trong ba số điện thoại trên để cùng đàm phán để có thể sở hữu ngôi nhà rất đẹp, ngôi nhà 3 tầng ngay tại khu vực vị trí trung tâm của thành phố Tam Điệp. Cô bác anh chị yêu quý chúng tôi, xin cho chúng tôi một like, một sub. Và có ý kiến đóng góp hay là muốn hỏi cái gì thì có thể comment ở dưới video. Tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.